con tim hay là nén chi, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hắt bờ mi, phải chăng đã bấy lâu yêu những đêm bên em để yêu em phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Thầm mong em nhận ra trước khi đã qua một tình sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Thank you.